Nhờ sự giúp đỡ của hai đảng, hai nước, hai quân đội Việt Trung, ước vọng đại đoàn tụ của con cái Hồng Thủy đã được thực hiện. Sau khi cả nhà Hàn Phong và Song Song tới Hà Nội, các con cái của Hồng Thủy đã tổ chức một buổi gặp mặt đoàn tụ lớn tại nhà Nguyễn Thanh Hà. Buổi tối đó, trừ Việt Hồng đang nằm viện không dự được, còn 7 con trai gái đều đến dự đủ, mang theo các cháu. Thiếu tướng Nguyễn Đồng Thoại ở Bộ Quốc phòng Việt Nam vì là họ hàng thân thích nên cũng được mời dự cuộc họp này. Sau khi đổi mới và mở cửa, mức sống của nhân dân Việt Nam có những thay đổi lớn. Chỉ cần nhìn sự thay đổi sinh hoạt của gia đình Thanh Hà là cũng đủ rõ. Thanh Hà nguyên là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa. Bộ đội giảm quân số lớn, một số lớn sĩ quan, chiến sĩ, phục viên chuyển ngành, về hưu. Năm 1988, Thanh Hà nghỉ hưu, rời khỏi quân đội lúc đó chưa tới 40 tuổi. Trước khi đổi mới, mở cửa, tình hình Thanh Hà cũng như mọi người khác, việc bảo đảm do quốc gia gánh, từ ăn ở đến tiền hưu, nhà ở, chữa bệnh. Sau khi đổi mới mở cửa, Thanh Hà cũng như nhiều người Việt Nam khác lao vào cao trào của kinh tế thị trường. Cháu làm công tác môi giới, khai thông quan hệ mậu dịch, kinh tế của hai nước Việt Trung. Vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế quốc gia, vừa tăng thêm thu nhập cho mình. Thanh Hà xây cho mình một ngôi nhà 4 tầng nhỏ tại đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội, hoàn toàn tự lực và cuộc sống mỗi ngày một khấm khá lên. Việc con gái của Hồng Thủy có thể gặp mặt đoàn tụ đông đủ như thế này thực chẳng dễ dàng gì. Mọi người đều rất quý trọng cơ hội này. Tôi ngồi giữa chúng cũng mừng vui lây vì chúng. Để cho các con cái của Hồng Thủy gặp mặt đầy đủ, một buổi sáng, tôi và tất cả các con đi xe tới thăm Nguyễn Việt Hồng đang nằm viện. Bệnh viện mà Việt Hồng nằm là do tổ chức UNICEF và Hội Chữ thập đỏ quốc tế giúp đỡ xây dựng nên. Khung cảnh bệnh viện rất yên tĩnh, thiết bị đầy đủ. Việt Hồng là con thứ 7 của Hồng Thủy, rất thông minh, khi đi học các môn đều học tốt, suốt từ bé, thành tích học tập đều xuất sắc. Việt Hồng và một thanh niên tiệp khắc yêu nhau. Do ở Việt Nam lúc đó tư tưởng và chính sách tả còn ảnh hưởng rất nặng, nên tình yêu của đôi trai gái này bị cấm và cắt đứt. Việt Hồng vì thế mà mắc bệnh tâm thần. Qua chữa chạy, bệnh của cháu đã đỡ, song vẫn cần nằm viện để điều dưỡng. Việt Hồng đã không thể đem tài trí thông minh của mình cũng như tri thức đã học được để cống hiến cho đất nước, thật vô cùng đáng tiếc. Mới gặp Việt Hồng, tôi có cảm giác cháu không giống như các anh, các chị, hoạt bát, hiếu động, mắt đờ đẫn, tinh thần mệt mỏi. Tôi rất đồng tình, thông cảm với cháu. Tôi có đọc nhiều bài báo viết về các cuộc hôn nhân khác quốc gia. Ở các nước phương Đông, những cuộc hôn nhân đó thường dẫn đến bi kịch. Nguyên nhân về vấn đề này có nhiều, có thể ảnh hưởng do quan niệm về truyền thống, do tập quán dân tộc, trở ngại về ngôn ngữ và do việc đóng cửa biên cương khu vực. Tôi nghĩ việc tăng cường sự tiến bộ xã hội, giao lưu quốc tế, đặc biệt là việc xúc tiến tiến trình hòa bình thế giới, việc hôn nhân khác quốc gia sẽ dần dần trở nên những chuyện đáng vui. Ở trong sân vườn giữa viện, các con vây quanh Việt Hồng. Mọi người quan tâm hỏi thăm Việt Hồng về bệnh tình, hy vọng em an tâm điều dưỡng, động viên em tin tưởng nhất định khỏi bệnh. Cuối cùng ở bệnh viện, các con của Hồng Thủy mới có dịp đoàn tụ cả 8 anh chị em. Trong số anh chị em các cháu, cháu được ở lâu với cha lâu nhất là 7 năm, cháu ngắn nhất chỉ được vài ngày. Khi chia tay với cha, có cháu hoàn toàn còn không biết gì. 8 anh chị em ruột không cùng quốc tịch, không cùng mang họ, song hết năm này tháng khác, không lúc nào nuôi hy vọng ngày đoàn tụ, mong đợi cái giờ phút đó mau tới. Chúng đã ngóng trông suốt 42 năm dòng. Rất nhiều người có lòng tốt, thậm chí cả người nước ngoài cũng đã nghĩ tới việc trợ giúp cho các con cái của Hồng Thủy được một lần đại đoàn tụ. Được sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, quân đội của hai nước Việt Trung, mong ước đó nay đã được thực hiện. Ngoài nỗi mừng vui ra, cũng có điều làm người ta cảm thấy cuộc đại đoàn tụ này có phần bi tráng. Thậm chí còn những điều chua xót không nói ra được. Và nó đã diễn ra quá muộn. Chị cả của chúng, Vũ Thanh Cát, này đã tới tuổi 74,
nhỏ nhất là em gái Nguyễn Việt Hằng cũng đã 42 tuổi. Ánh sáng lóe lên liên hồi, tiếng máy ảnh tách tách, tách tách liên tục. Mọi người liên tục đổi chỗ để chụp ảnh, để cho cái cảnh tượng không thể quên được này, cái thời khắc xúc động này, để cho cảnh đoàn tụ đã chờ đợi từ lâu này được lưu giữ lại vĩnh viễn. Về thăm quê hương của Hồng Thủy, tôi càng hiểu thêm và kính phục ông. Quê cha đất tổ của Hồng Thủy là thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, phía đông thành Hà Nội. Ông nội của Hồng Thủy, Vũ Trường Sương, là một phú hào giàu nhất thôn Kiêu Kỵ và cả huyện Gia Lâm. Ở đây hình thành dòng họ Vũ có thế lực lớn. Số người trong họ ngày một nhiều và trở thành một dòng họ có số nhân khẩu rất lớn. Họ phân tán trên khắp mọi miền đất Việt. Nghe nói chỉ riêng ở Hà Nội đã có 300-400 người. Họ thành lập Hiệp hội họ Vũ, chuyên nghiên cứu lịch sử dòng họ Vũ. Nghe nói chúng tôi về thăm Việt Nam, hội trưởng Hiệp hội họ Vũ và 3 hội viên đã đến nhà khách Bộ Quốc phòng thăm tôi. Trước tiên, họ giới thiệu tình hình Hiệp hội họ Vũ đang nghiên cứu lịch sử họ Vũ. Sau đó, lại nói về Hồng Thủy. Họ nói dòng họ Vũ sinh ra được Vũ Nguyên Bác là rất vinh quang, là người được hai nước cùng phong tướng, trên lịch sử thế giới rất hiếm thấy. Ở Trung Quốc là trường hợp duy nhất và cũng là niềm tự hào của họ Vũ. Tướng Nguyễn Sơn được nhân dân Việt Nam coi là người anh hùng dân tộc. Câu chuyện về ông được lưu truyền mọi nơi. Nguyễn Sơn là một đại biểu kiệt xuất. Họ có kế hoạch bảo vệ, giữ gìn nhà họ Vũ ở thôn Kiêu Kỵ, xây dựng thành một nơi giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục các thế hệ con cháu đời sau dòng họ Vũ, kế thừa tinh thần cách mạng của tiền bối. Có Thanh Các, Mai Lâm, Thanh Hà, Việt Hằng đi cùng. Chúng tôi về thăm ngôi nhà tổ họ Vũ ở thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Thôn Kiêu Kỵ và thôn Đa Tốn ở cạnh trước đây vốn là cùng một xã, là điển hình tiên tiến toàn quốc Việt Nam về hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Năm 1994, khi Thủ tướng Lý Bằng tới thăm Việt Nam, cũng đã có về đây tham quan. Các vị phụ trách huyện Gia Lâm, thôn Kiêu Kỵ đón chúng tôi như người thân, nhiệt tình mời chúng tôi vào phòng khách ngồi và giới thiệu với chúng tôi về tình hình huyện Gia Lâm, thôn Kiêu Kỵ. Thôn Kiêu Kỵ là quê cha đất tổ của tướng Nguyễn Sơn. Tướng quân tuy sinh ra ở Hà Nội, song lúc nhỏ thường về xã Kiêu Kỵ luôn. Hiện tại, người trong dòng họ Vũ đều ra đi. Toàn xã cơ hồ không còn người mang họ Vũ. Thế nhưng toàn thôn, toàn xã, thậm chí trong toàn huyện, ai ai cũng ngưỡng mộ ông. Được cán bộ huyện, xã đi cùng và dẫn đường, chúng tôi về thăm ngôi nhà tổ họ Vũ. Ngôi nhà tổ họ Vũ là một ngôi nhà gạch 5 gian lợp ngói. Mặt chính quay về hướng Nam, nà ná nhà gạch xây ở phương Nam Trung Quốc. Ở hai bên đường có gắn bia đá, trên khắc bằng chữ Hán, ghi tóm tắt lịch sử phát tích và một số sự kiện lớn của dòng họ Vũ. Ở hai bên ngôi nhà chính, quay mặt về các hướng Đông và Tây là hai dãy nhà ngang, cũng xây gạch lợp ngói song thấp hơn ngôi nhà chính một chút, dùng để nấu bếp, làm kho, chuồng trâu bò, chuồng lợn. Khuôn viên của nhà tổ họ Vũ khá rộng, tường xây quanh do quá lâu nên đã bị đổ gần hết, chỉ có bức tường phía nam là còn nguyên. Trên cửa lớn có khắc năm xây dựng 1933. Trải qua hơn nửa thế kỷ phong sương, nhưng nét chữ số năm xây dựng vẫn rõ. Nhìn hiện nay, ngôi nhà đã cũ, có vẻ nhỏ hơn một chút, song phong thái vẫn đàng hoàng, so trong xã Kiêu Kỵ vẫn là lớn nhất. Thăm nhà tổ họ Vũ, tôi càng hiểu sâu thêm và kính phục Hồng Thủy. Hồng Thủy được sinh ra trong một gia đình giàu sang, có thế lực. Đương nhiên, có thể được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Nhưng từ bé, ông đã có chính khí căm thù sự hủ bại của triều đình phong kiến Bảo Đại và sự tàn ác cùng cực của bọn thực dân xâm lược Pháp. Ông đã yêu tha thiết tổ quốc mình, nhân dân mình, nuôi khát vọng phải giải phóng tổ quốc mình khỏi gót sắt của quân xâm lược và sự áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, để đồng bào ruột thịt của mình được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc. Ông cũng căm ghét cái cuộc đời hưởng lạc, tham sống sợ chết của con cái nhà giàu thời đó, dứt khoát rời bỏ cuộc sống cao sang do hoàn cảnh gia đình mang lại, đi theo Hồ Chí Minh, bước vào con đường cách mạng. Trên con đường cách mạng lâu dài, Hồng Thủy đã nếm đủ mọi khổ cực, chịu đựng bao sự dày vò,
nhưng lòng tin vào cách mạng và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của ông không hề lay chuyển. Ông đã hiến dâng toàn bộ sinh mệnh mình. Cái tinh thần ấy của Hồng Thủy là một thứ của cải tinh thần quý báu nhất lưu lại cho toàn bộ gia đình chúng tôi. Trong thời gian thăm Việt Nam, tộc trưởng họ Vũ là Vũ Hầu đã tổ chức một bữa tiệc gia đình để mừng đón chúng tôi. Vũ Hầu là con trai trưởng của anh cả của Hồng Thủy, gọi ông là chú ruột. Hồng Thủy có 6 anh chị em. Anh cả là Vũ Nguyên Khôi, anh thứ hai là Vũ Nguyên Đức, anh thứ ba là Vũ Nguyên Đạo, em trai là Vũ Nguyên Sư, em gái là Vũ Thị Đại. Hồng Thủy là thứ tư, tên là Vũ Nguyên Bác. Các anh chị em dòng họ Vũ đều đã qua đời. Vũ Hầu đương nhiên trở thành tộc trưởng dòng họ Vũ. Vũ Hầu năm nay đã gần 80 tuổi. Những năm 60 đã từng làm bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Sau đó lại làm tổng lãnh sự Lãnh sự quán Việt Nam ở Nam Ninh, Trung Quốc. Nay đã nghỉ hưu. Khi còn đang tại chức ở Trung Quốc, Vũ Hầu đã nhiều lần gặp Tiểu Phong, Tiểu Việt. Mấy năm gần đây, khi Tiểu Phong, Tiểu Việt về thăm Việt Nam, Vũ Hầu đều triệu tập người trong họ gặp mặt đón mừng hoặc tổ chức bữa tiệc gia đình để đãi các em trong tình nghĩa ruột thịt, họ hàng. Khuôn viên nhà của Vũ Hầu rất rộng. Mở một cuộc họp 180 người cũng không thành vấn đề. Ở góc khuôn viên, xây một ngôi nhà 3 tầng nhỏ, tầng 2, tầng 3 để ở. Tầng 1 là một gian nhà khách lớn. Có thể vì Vũ Hầu là tộc trưởng, thường phải tổ chức các hoạt động của gia tộc, khách qua lại nhiều nên mới xây dựng nhà kiểu đó. Họ hàng thân thuộc của Hồng Thủy ở Hà Nội có khoảng 300-400 người, nhưng cùng thế hệ với Hồng Thủy thì nay chỉ còn mình tôi ở trần thế. Đương nhiên, tôi trở thành người duy nhất của thế hệ đó. Hơn nữa, tôi lại là một lão thành cách mạng. Ở Việt Nam cũng có lưu truyền một số chuyện về tôi, như thế lại càng thêm sắc thái thần bí về tôi. Họ hàng thân thuộc của Hồng Thủy ai ai cũng muốn đến gặp. Vũ Hầu tính chuyện, tôi đã là một người già 84 tuổi nên không thể làm gì quá mệt. Do vậy, ông đã chọn một số đại biểu họ hàng. Thế mà cũng đã mấy chục người tổ chức một cuộc họp mặt mừng đón có tính chất gia đình. Đây là một cuộc họp dòng họ Vũ có quy mô lớn nhất trong một số năm gần đây. Phàm ai được mời đều cảm thấy vinh hạnh. Mọi người thân thuộc của Hồng Thủy vui như Tết. Đỡ già, dắt trẻ, phấn khởi vui mừng đến nhà Vũ Hầu, ngồi chật trong phòng khách và cả bên ngoài, chuyện trò, thăm hỏi vui vẻ, thoải mái. Cuộc họp mừng đón chúng tôi do Vũ Hầu chủ trì. Ông vốn xuất thân là quan chức ngoại giao, nên nói năng lưu loát, phong độ chững chạc, lời phát biểu thấu tình đạt lý, lại chu đáo nhiệt tình. Lời phát biểu của ông được mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Thanh Hà ngồi cạnh tôi làm phiên dịch. Sau đó mỗi gia đình cử đại biểu lên giới thiệu với tôi tình hình gia đình mình từ già đến trẻ, từ thành tích công tác đến sự biến đổi trong cuộc sống. Mặc dù Vũ Hầu đã nhiều lần nhắc phải nói ngắn gọn, nhưng mọi người vẫn cứ muốn nói. Có rất nhiều người chưa kịp phát biểu. Không biết có ai kêu lên, chụp ảnh trước đã, chụp ảnh đã. Mọi người lúc đó mới phát hiện mặt trời đã sắp xuống thấp dưới mái nhà, trời đã bắt đầu xế bóng. Thế là dừng nói chuyện, tất cả ùa ra sân như ong vỡ tổ. Mọi người trong họ đều vây quanh tôi. Theo sự sắp xếp của Vũ Hầu, từ nhà anh cả của Hồng Thủy đến các em của ông, từng nhà theo thứ tự trong phả hệ, lần lượt chụp ảnh cùng chúng tôi. Sau đó các cháu trai gái của Hồng Thủy, rồi đến các cháu gọi Hồng Thủy bằng ông, đến các chắt. Mọi người vừa cười vừa gọi nhau rất náo nhiệt. Tôi cũng không hiểu họ nói gì, nhưng có thể thấy tất cả trong lòng đều rất vui. Trời dần dần tối, bữa tiệc gia đình đã bày xong. Người đến dự buổi tiệc rất đông, bày ăn bày cả trong nhà khách và ngoài sân. Mọi người chỉ có thể ngồi ghế dài, bàn nào cũng chật. Trên bàn bày đầy các món ăn đặc sắc theo truyền thống Việt Nam như nem cuốn, chả giò, thịt gà luộc, gà rán, tôm, cua, v.v. Lại còn rất nhiều hoa quả nhiệt đới, muốn cho chúng tôi được hưởng phong vị ẩm thực của Việt Nam. Người đến dự tiệc hôm nay đủ các loại cương vị chức trách. Không ít người đã tới Trung Quốc, hoặc có việc qua lại Trung Quốc, hoặc có mối quan hệ này khác với Trung Quốc. Ai cũng vừa nói vừa ăn. Do ngôn ngữ bất đồng nên Thanh Hà, Thanh Hằng và một số người biết tiếng Trung Quốc phải đứng ra dịch cho mọi người. Cho đến khi toàn Hà Nội đã lên đèn, mọi người vẫn còn nói chưa dứt. Theo đề nghị của Vũ Hầu, mọi người nâng cốc. Vì niềm tự hào của dòng họ Vũ, Vũ Nguyên Bác,
Hồng Thủy, Nguyễn Sơn cạn chén. Vì cuộc đại đoàn tụ chưa từng có của dòng họ Vũ cạn chén. Vì tình hữu nghị muôn đời của nhân dân hai nước Việt Trung cạn chén. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói, gia đình này là đại biểu cho việc hai nước Việt Trung là một nhà. Vì vậy, càng nên năng qua lại thăm nhau. Qua cuộc thăm viếng hữu nghị này, nhất định tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian thăm Việt Nam, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bố trí lịch trình cho chúng tôi thật chặt chẽ, chu đáo, vừa khẩn trương mà đầy đủ, vừa hết sức thân tình. Chúng tôi được sống trong không khí thân ái, hòa hợp. Ngoài việc tảo mộ và thăm hỏi gia đình, còn tổ chức một số bữa tiệc và trao đổi thân tình. Khi sắp kết thúc cuộc gặp về thăm Việt Nam của chúng tôi, 3 giờ chiều ngày 26 tháng 3, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã thân mật tiếp chúng tôi tại nhà lớn của cơ quan Trung ương Đảng. Khi Tổng Bí thư còn đang đảm nhiệm là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã gặp tôi và các con tôi tại Bắc Kinh. Vì thế, có thể nói lần gặp này ở Hà Nội đã là chỗ quen biết nên Tổng Bí thư hết sức vui. Tôi trao tặng Tổng Bí thư một bức tranh thêu chữ Phúc. Vì mọi người thường muốn được phúc thọ trường, chữ Phúc, đây là cả nhà tôi đều một ý, muốn chúc ông được phúc thọ an khang. Tổng Bí thư Lê rất hòa nhã, khiêm tốn, hỏi chúng tôi tỉ mỉ về tình hình thăm Việt Nam, còn hỏi tình hình gia đình, sinh hoạt, công tác của từng con tôi. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói, tình hữu nghị chiến đấu Việt Trung là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, những nhà cách mạng lớn của giai cấp vô sản tạo dựng nên. Trong đó, tướng Nguyễn Sơn đã phát huy được tác dụng trọng yếu. Gia đình ta đến thăm Việt Nam lần này như là về nhà vậy. Vì là người một nhà thân thích, mong chị và các cháu đến Việt Nam luôn. Gia đình này là đại biểu cho việc hai nước Việt Trung là một nhà. Vì vậy, càng nên qua lại thăm viếng. Hiện nay, hai nước Việt Trung đều cải cách mở cửa, rất cần sự ủng hộ lẫn nhau, cùng hợp tác, cùng học tập lẫn nhau để thúc đẩy việc phát triển sự nghiệp kiến thiết của hai nước. Về phương diện này, gia đình ta càng có điều kiện tiện lợi, có thể làm được nhiều việc. Nếu có thể được, mỗi năm gia đình ta có thể đến thăm Việt Nam một lần để đi lại, xem xét và tự thể nghiệm, cảm thụ sự thay đổi của Việt Nam sau khi đổi mới ở mọi ngành nghề và trong đời sống nhân dân. Để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Hồng Thủy, để cống hiến chút sức tàn của mình cho tình hữu nghị đời đời của nhân dân hai nước Trung Việt, đã nhiều năm nay tôi vẫn suy nghĩ, trong những năm còn sống, phải hoàn thành một quyển hồi ký tự thuật lại câu chuyện về cuộc hôn nhân khác quốc gia giữa tôi và đồng chí Hồng Thủy. Qua đó, phản ánh tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị thân thiết anh em của nhân dân hai nước Trung Việt được các nhà cách mạng vĩ đại của giai cấp vô sản Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp nên trong quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, cao đẹp, gần một thế kỷ của nhân dân hai nước chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Đặc biệt là sau khi cả nhà tôi được sang thăm Việt Nam do Tổng Bí thư tiền nhiệm Đỗ Mười mời tháng 2 năm 1999. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Trung Quốc đã cùng với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân xác định khuôn khổ mới cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước hướng vào thế kỷ thứ 21, thành công tốt đẹp. Trong lòng tôi lại cảm thấy càng bức xúc. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành được tác phẩm này ở vào tuổi 86. Hoàng Hà Nhớ, Hồng Hà Thương được ra mắt đông đảo bạn đọc vào lúc giao thời thế kỷ và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi thực sự vô cùng sung sướng. Do đồng chí Hồng Thủy ra đi sớm, tư liệu trong tay tôi có hạn, nên để hoàn thành tác phẩm này có một số khó khăn nhất định. Hơn 30 năm nay, các con Trung Việt của Hồng Thủy vì lòng nhớ thương và tôn kính đối với cha đã trường kỳ thu thập tư liệu về cha mình, từng điểm, từng giọt một đã cung cấp cho tác phẩm những tài liệu, yếu tố chân thực. Bí thư của Hồng Thủy, Hàn Thủ Văn, đồng chí Hồng Tả Quân ở Bộ Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lý Ninh, phòng sáng tác Bộ Tư lệnh Pháo binh 2, đồng chí Hà Diên Hồng ở nhà xuất bản Bắc Kinh đã cung cấp cho cuốn sách những tư liệu lịch sử rất có giá trị. Trong quá trình sáng tác Hoàng Hà Nhớ, Hồng Hà Thương, nữ văn sĩ Châu Yến đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bà đã phỏng vấn những người có liên quan
thu thập rất nhiều tư liệu và đã gia công chỉnh lý bản thảo cuốn sách, góp nhiều công sức về văn chương, từ ngữ. Vì vậy, tôi xin biểu lộ lòng cảm ơn vô hạn. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan của Đảng, Chính phủ và quân đội hai nước Việt Trung về việc xuất bản cuốn sách này, về việc đã quan tâm giúp đỡ cho các con cái Trung Việt của Hồng Thủy được đại đoàn tụ. Xin cảm ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người thủ trưởng cũ, người bạn chiến đấu cũ của Hồng Thủy, đã viết lời tựa cho cuốn sách. Cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ Bùi Hồng Phúc, tham tán Phạm Văn Trúc, tùy viên quân sự Phạm Trung Minh của Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc. Trung Quốc, Việt Nam, núi sông liền kề, Hoàng Hà, Hồng Hà, mãi mãi chảy xuôi. Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt vạn cổ trường thanh. Tác giả: tháng 3 năm 2000. VTC Now.